Video này dành cho các bạn đã biết qua Rhino và bắt đầu tìm hiểu về Grasshopper. Grasshopper là một chương trình thiết kế thuật toán có giao diện. Rhino sẽ hiển thị kết quả hình ảnh cuối cùng của các thuật toán. Mặc dù không liên quan nhiều đến code, Grasshopper vẫn là một chương trình thuật toán. Để chạy Grasshopper, nhập lệnh Grasshopper ở thanh command Rhino, Enter. Cửa sổ Grasshopper tách biệt với Rhino và mang một định dạng file riêng. Ta có thể open và save một file độc lập. Đây là thanh menu rất quen thuộc. Bên dưới là các tab Param, Math, Set, vân vân. Các tab này chứa tất cả công cụ để ta thiết lập thuật toán. Mỗi tab chứa các panel khác nhau. Mỗi panel có các black bar chứa công cụ. Tên và chú thích từng công cụ được hiển thị bên dưới. Khu vực này là nền canvas, nơi hiển thị các bảng component của công cụ. Ta phân biệt cách hoạt động giữa Rhino và Grasshopper. Muốn vẽ đoạn thẳng ở Rhino, ta nhập lệnh line tại thanh command, enter hoặc nhấp chuột phải. Lệnh line có các option. Mặc định là option both size. Ta chọn 2 điểm. Ta vừa vẽ một đoạn thẳng bằng Rhino. Vậy ta cần 4 bước để vẽ một đoạn thẳng trong Rhino. Bước 1, nhập lệnh line. Bước 2, enter. Bước 3, chọn điểm bắt đầu. Bước 4, chọn điểm kết thúc. Để vẽ một đoạn thẳng với Grasshopper, ta đến tab khớp và panel primitive. Cũng như Rhino, ta có nhiều công cụ để vẽ đoạn thẳng. Fit line, vẽ qua nhiều điểm. Line to plane, qua hai mặt phẳng giao nhau. Line for point, qua 4 điểm và công cụ line, vẽ qua 2 điểm. Ta chọn công cụ line và nhấp thả vào nền canvas. Nền canvas sẽ hiển thị một bảng component màu cam, cho ta biết component chưa được thiết lập thông số. Nhấp vào icon này, hệ thống thông báo tham số A, B, chưa được thiết lập giá trị. Nhấp chuột phải vào tham số A, chọn Set One Point. Sau đó chọn một điểm ở Rhino. Điểm này được hiển thị thành dấu chéo đỏ. Tương tự với tham số B, nhấp chuột phải, chọn Set One Point. Đến Rhino chọn điểm kết thúc. Ta vừa vẽ một đoạn thẳng bằng Grasshopper. Các thông số của đoạn thẳng nằm trong tham số L. Một component sẽ có phần đầu vào và phần đầu ra. Trong Grasshopper, dữ liệu sẽ luôn quét từ trái sang phải, từ đầu vào sang đầu ra. Chú ý, các vector đỏ được tạo ra bởi Grasshopper không thể bị tác động qua Rhino. Nếu ta chọn component, đối tượng sẽ chuyển màu xanh lá cây đồng bộ với component chứa đối tượng. Ta không thể tác động điểm đỏ. Chỉ có thể tác động được các điểm được vẽ bằng Rhino. Điểm đỏ này không tồn tại. Nó chỉ được Rhino hiển thị như một tọa độ. Nhập lệnh point ở thanh command, enter, chọn một điểm. Nhấp chuột phải để lặp lại lệnh point và chọn điểm thứ hai. Cả hai điểm này đều tồn tại trên Rhino. Nhấp chuột phải tham số A và chọn set one point. Chọn option type bằng coordinate. Sau đó chọn point và chọn điểm vừa tạo. Ta vừa thiết lập điểm mới cho tham số A. Tương tự với tham số B, nhấp chuột phải chọn set one point. Chọn option type bằng coordinate. Sau đó chọn point và chọn điểm còn lại. Lúc này ta có thể tác động các điểm của component line thông qua Rhino. Hết bài 1. Eduardo.